Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thế Di đây và chúng ta hôm nay sẽ chơi một cái tựa game khá là lạ, đó chính là chơi game dọn rác thải anh em ạ. Game này thì có ở trên Android và thấy nó đang được gọi là khá nổi tiếng. Thì mình không biết là sẽ như thế nào, mình sẽ đây. Đây, có một bọn người quê dọn rác thải giúp chúng ta này. Ok, chúng ta sẽ làm gì đấy? Tiếp theo ta sẽ vào upgrade đi. Để xem nâng cấp được cái gì không. Thêm được mấy cái cây xanh xanh này. Game mà chỉ có thế thôi á, tôi tưởng phải có thể làm thêm cái gì chứ nhở. Đây đây, mình sẽ build thêm một vài máy xúc. Cây xanh rồi anh em ạ. Tưởng mình sẽ phải cứu cái bọn cá heo, cá mập đấy. Mình sẽ xem trên có cái đoạn quảng cáo ấy, thấy nó khá là hay. Đây máy xúc. Oh my god. Nhân 2 upgrade mất 5 gem. Cái này nâng cấp anh em ạ. Chúng ta có càng nhiều lá ta sẽ càng nâng cấp được lên đấy, càng kiếm được nhiều tiền hơn đấy, kiểu dạng như vậy. Xúc rồi anh em ơi, xúc, bao giờ mới dọn xong cái đống rác nhỉ. Đây có máy xúc rồi anh em ạ. Đây tôi sẽ di chuyển giữa hai cái này, không cần phải click vào nhiều. Dọn dẹp ra sạch rác thải, game hay. mắc hài, có cái kiểu game dọn rác thải và lần đầu tiên tôi thấy đấy. Và chúng ta kiếm được rất nhiều. 7,5k là chúng ta sẽ có thêm một cái ở phía dưới nữa, mình sẽ mở full nữa cái đống này ra nhé. Đấy, hai cái này, tốc độ nhanh lên nào bạn ơi. Mới được có 4k4, mình sẽ mở thêm một cái 7k rưỡi, 98k, 7m, 11b. Ui rồi, nhiều lắm anh em ạ, nhiều nơi để dọn rác thải lắm, khiến môi trường xanh sạch đẹp trang hay. Và hiện tại mình đang ở level 2 anh em ạ. Xị thật sự rồi. Không, đây rồi, chúng ta sẽ build lên một cái nhà máy lọc nước để khiến cho đường đẹp hơn à. Wow. Mình không ấn thì nó cũng tự làm mà, nhưng mình ấn thì nó sẽ kiểu nhanh hơn thôi. Mình vẫn thấy thế, vẫn tầm đấy thôi. Mình không thu hoạch cái mình mà không thu hoạch cái lá này thì mình cũng không làm gì được nha anh em. Đây mình sẽ upgrade cái này lên. Upgrade to 2M là cái gì đấy? Sao nhân 2 là như nào? Tôi không biết là như nào. Upgrade level 2 á? Upgrade công nhân đây này. Upgrade công nhân đây này. Chúng ta upgrade công nhân lên và cái này cái gì? Cái này phải mua bằng tiền à? Chúng ta sẽ simple case cho được một cái. Có thêm staff card. Thêm người hỗ trợ. Ok. Chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Cái gì đây? Ui, thêm khoảng 12,3k nữa anh em ạ. Đấy, con cá voi bắt đầu vừa lướt, con cá voi nó đã chết chìm này cơ. Nhưng mà mình thấy trên cái đoạn giới thiệu là sẽ có cái quảng cáo gọi là sao nhỉ? Cứu sống con cá voi cơ mà nhỉ? Nhưng mà đây không có. Dị thật sự luôn. Ok. Lấy nào, lấy nhiều lá nhất có thể nào. Ok, tôi hơi đau tay tí, không sao. Quay đều. Nếu mà xem quảng cáo ra được cái gì đấy, mình không biết xem quảng cáo sẽ được 25 game mà. Ui thôi, đã dã man. Cái này để nâng cấp nhân vật chúng ta lên. Và cái trò Fusion Crush này nó đang quảng cáo khá là nhiều, nên mình sẽ chơi thử game này xem nào nhé. Nó sẽ tạo ra một cái đường đi anh em ạ, và bắn bọn này. Nâng cấp lên level max, bắn cho khỏe thật sự luôn. Rồi xong rồi chúng ta đủ tiền rồi anh em ơi, build luôn một cái nhà máy xử lý rác anh em ạ, khiến cho cây cối xanh sạch đẹp hơn. Hay, cái bọn này nó sẽ sản xuất kiếm rất là nhiều tiền luôn. Từ một cái lá này chắc chắn sẽ được rất là nhiều lá này. Đấy, lên 51 luôn đó. Nếu mà nâng cấp thì nâng cấp cái đấy thì ngon. Kim cương này. Mình sẽ upgrade lên. Cái này cần 40 game anh em ạ. Ui, má ơi. Đùa chúng tôi à hả? Nâng cấp lên 7,8k. Cái sẽ được 7,8k cho một lần luôn anh em ạ. Ui, lên level 4 luôn này. 295,
3K nếu xem quảng cáo cho tôi kiếm lá. Cái này cái trò này là trò đi kiếm lá cây anh em ạ. Mình hiểu cái kiểu chơi của game này rồi. Kiểu trò kiếm lá cây, một vài thứ linh tinh, một vài thứ hay ho. Win Fusion Cross. Rồi anh em ơi, lấy nào, cho sẽ lấy mấy cái này nào. Ok, nâng cấp thêm cho cái này này anh em ơi, 95k. Cứ tập trung đông cái này này thì nó sẽ hợp lý hơn. Cái này được rất là ít à, cái này không được nhiều lắm đâu. Upgrade 164k, chắc là tiếp tục sẽ nâng cấp cái này. Ok, sẽ mở thêm những cái khu vực mới anh em ạ. Nhiệm vụ là nhiệm vụ thu thập lá cây. Cái game này đang được trên top luôn, khá đơn giản. Cái này cái gì nhỉ? Xem quảng cáo thì cái thêm 15 game. Thôi bạn ơi, cái này sắp lên level 10 rồi này. Và tốc độ kiếm lá cây của nó sẽ nhanh hơn. Mình sẽ mở khóa mấy cái đâu này nhá. 430k luôn. Nâng cấp cái này lên. Hết tiền rồi. Bây giờ lấy một cái này là sẽ kiếm được rất rất nhiều lá luôn anh em ạ. Nhưng mà rất là lâu. Rơi tầm khoảng hơn 200 lá cho một cái phần lần kiếm đấy. Cái gì đây? 7,2 mơ. Trời ơi, nhiều tiền quá. Cuối cùng cũng nhiều tiền quá, không lấy không được. Ok, cho sẽ đợi tí nha. MU vượt thời đại, MU top 1. Free game roller playing. Gặp gỡ đồng minh cũ trong một môi trường, trong một MU mới lạ. Đó là cái thông tin của cái game này. Wow, đây rồi. Chúng ta sẽ build được thêm một cái mới. Letter. Wow. Đến những cái chỗ nào mình xây dựng cái nhà máy xử lý rác thải là chúng ta đến môi trường xanh xanh đẹp lại nhé. Đấy nhá, đầu tiên là sẽ dọn dẹp rác sau và chất đống lại, xong rồi sẽ dùng cái cần cẩu đổ thùng rác và xong vào một cái nhà máy lọc nguồn nước anh em ạ, đúng không? Lọc nguồn nước bẩn và tưới lại thành nguồn nước sạch. Xong rồi thì các loại rác thải được nhà máy xử lý rất là nhiều. Và đây sẽ phân loại ra các loại rác hữu cơ, vô cơ, giấy gì đấy, xong rồi tái chế. Hay nhỉ, thật sự là hay. 9,2m bây giờ phải là tính theo tiền B rồi anh em ạ, chứ không phải tính theo tiền M rồi. Wow, cái này phát được 8m cho một phát đó. Cái nhà máy này nâng cấp phát được 8m này anh em. Wow. Hay phết nhờ. Rồi thì chúng ta sẽ kiếm nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.